Về xã Mai Hỏa, huyện Tuyên Hóa, hỏi anh Hà Văn Tình, có lẽ người dân địa phương không ai là không biết. Nhắc đến anh, ai cũng nở nụ cười trìu mến bởi tấm lòng nhân ái và sự sẻ chia không toan tính của anh. Anh được bà con trong vùng gọi bằng cái tên quen thuộc là Tình Bao Đồng. Ở trên quê hương thấy anh Tình có một người có tâm, có nhiệt tình, luôn luôn giúp đỡ bà con làng xóm. Anh đã kêu gọi mọi người làm nhiều đoạn đường rất có ý nghĩa, đặc biệt là đường trong nghĩa trang, nghĩa địa của Xuân Mai, thành con đường là gọn gàng sạch sẽ, rồi là để người ta là tiễn đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng được thuận tiện. Mọi người dân trong làng, trong vùng, ai cũng trong xã, ai cũng là rất đồng tình và ủng hộ, và rất nhiều người là khen người, đó là những công việc làm là hết sức có ý nghĩa và được mọi người là yêu mến. Tò mò với cái tên Tình Bao Đồng, chúng tôi tìm hiểu được biết anh là một người làm việc trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, nên luôn trăn trở làm thế nào để bà con trong thôn, trong xã có được những con đường đi lại thuận tiện, đặc biệt là ở những khu vực xa trung tâm, khu vực tiễn đưa người quá cố. Do vậy, dù cuộc sống gia đình hiện nay chẳng mấy khá giả gì, nhưng anh Tình đã từ bỏ tiền và vận động quyên góp từ nhiều nguồn để có vốn tu bổ, sửa chữa và mở rộng những con đường bị lầy lội, những con đường xuống cấp, với mong muốn duy nhất là bà con trong xã được đi lại an toàn. Đến nay, anh đã sửa chữa và nâng cấp được 12 tuyến đường dài gần 3 km trên địa bàn xã Mai Hóa. Tôi thấy cái đường tôi đi đưa nhiều, thấy cái đường bị lầy lội á, cho nên tôi nhìn từ rất phát từ cái tâm của tôi. Thì về ban với vợ là nói chứ mình cái kinh tế không có, còn được khoảng 20 triệu thì xin đủ một đoạn đường để cho bà con họ đi lại. Đầu tiên là dự toán là làm khoảng 600 mét, nhưng mà bà con đông cũng nhiệt tình hưởng ứng thì tôi làm đến gần 3 cây số. Còn đường và quy hoạch lại những con đường hồi xưa chật hẹp hơn. Hơn thế nữa, trong quá trình thi công, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường ở khu vực nghĩa trang của xã, nhìn những ngôi mộ vô danh không ai chăm sóc, anh đã rất trăn trở và xin ý kiến của chính quyền địa phương. Sau đó xây dựng một khu lăng mộ để quy tập tất cả các ngôi mộ vô danh về nơi ẩm cúng hơn. Như thường lệ, cứ đến ngày rằm hay trước thềm năm mới, anh cùng một nhóm thiện nguyện lại đến đây vệ sinh môi trường và dâng hương cho những người đã khuất. Anh Hà Văn Tính tại thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa là một cá nhân điển hình trong việc xây dựng nông thôn mới. Anh từ thực tế là trên địa bàn xã có một số cái tuyến đường, đặc biệt là cả cái tuyến đường ở nghĩa trang, cho nên anh Tình là trăn trở và tìm cả cái phương án huy động cả cái nguồn lực đóng góp của con em trên địa bàn cũng như là cả con em đi làm ăn xa thì để đóng góp và xây dựng sửa chữa. Anh Tình đã quy tập cả cái ngôi mộ mà dọc đường không có cái người thân để quy tập thành một cái nghĩa trang chung và thờ tự. Thì đấy là một cái việc làm theo tôi là nó rất là đáng trân trọng. Sinh ra ở vùng quê nghèo, hơn ai hết anh Tình thấu hiểu những khó khăn vất vả của bà con nơi đây. Những việc anh làm xuất phát từ cải tâm nên được người dân địa phương hết lòng ủng hộ. Với nhiều người, giờ đây anh Tình không chỉ là tấm gương về tinh thần nỗ lực trong phát triển kinh tế, mà còn là tấm gương của tinh thần tương thân tương ái. Một mùa xuân nữa lại về, đi trên những con đường không còn gập ghềnh lầy lội, nhiều người dân xã Mai Hóa càng biết ơn anh. Một con người bình thường đã viết nên một câu chuyện đẹp giữa đời thường.